Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người đây là thiết bị này là thiết bị chuyển đổi từ tín hiệu analog sang rẽ 485. Thì thông qua thiết bị này thì chúng ta có thể kết nối được nhiều thiết bị lại với nhau và có thể truyền xa hơn so với tín hiệu 420. Thì từ đó chúng ta có thể nhờ tín hiệu rẽ 485 mà chúng ta có thể đọc được dữ liệu và lưu dữ liệu dễ dàng hơn so với lại tín hiệu 420. Thì con này là con chuyển đổi từ tín hiệu analog, thì hiện tại thì con này nó đang tín hiệu 420 sang rẽ 485, chuẩn là Modbus Reto. Thì con này thì nó có hai kênh luôn, nó đọc được hai kênh, kênh 1, kênh 2. Thì ở đây thì mình đã kết nối với lại cái con cảm biến đo nhiệt ẩm này. Thì con này thì nó cũng có hai kênh, kênh màu xanh này là kênh kênh nhiệt, còn kênh màu vàng là kênh ẩm. Thì con này có ngõ ra là 4 tới 20 mA. Thì khi mà sử dụng con này thì chúng ta cần là cấp nguồn 24V. Thì trên này nó có chân GND với lại VCC, thì cấp 24V ở đây. Còn hai kênh này là cứ vào 420 thôi. Thì thường á là tín hiệu 420 thì nó có hai dây ra. Thì dây trừ thì chúng ta nối chung với lại dây trừ thì nối chung với lại mấy cái thằng này luôn. Nên chúng ta chỉ cần đưa vào là dây hai dây cộng vào thôi, hai kênh. Rồi nói tới phần bên này thì nó cũng có chân GND và VCC. Thì con này thì chỉ cần cấp nguồn một đầu thôi, cấp nguồn đầu vào được rồi, còn đầu ra thì chúng ta chỉ cần lấy hai dây A và B thôi. Thì muốn kết nối con này với lại máy tính thì chúng ta thông qua một cái sợi cáp, cáp này là cáp rẽ 485 sang USB. Thì ở đây có đấu nối sẵn rồi, thì A qua A, B qua B thôi. Còn cái này thì đưa vào máy tính qua cổng USB. Thì cái này thì là cáp rẽ 485 sang USB. Nếu mà chúng ta kết nối với lại BUC HDMI thì không cần cái cổng cáp này đâu. Cáp này chỉ cần khi kết nối máy tính thôi. Ở đây thì mình sẽ test cho mọi người là kết nối trên máy tính để coi cái bộ này nó hoạt động có tốt hay không. Thì đầu tiên thì ở đây mình đấu điện sẵn hết rồi. Rồi, cắm vô máy tính sẵn rồi. Bây giờ trên máy tính thì mình chỉ cần mở thằng cáp server lên. Cái server ở đây thì mình cũng có làm sẵn hết rồi. Đây, cấu hình cũng nói sơ qua về cấu hình thằng này. Thì cắm con cáp vào thì nó nhận cái thằng này là cổng COM6. Kiểm tra nó như thế nào. Kiểm tra COM6 ở đây. Thì cái này thì chắc nhiều người cũng biết rồi, thì mình cũng nói sơ qua cho những người chưa biết. Đây, vô Device Manager nè. Rồi chúng ta kiểm tra nè, đây com bọt nè, này com 6 rồi thấy không đó. Thì com máy thì tiếng Nhật chúng ta sẽ chọn chỗ này là com máy thôi. Còn cái phần cáp server này á, thì mọi người có thể tham khảo, mình cũng có một cái video clip về kết nối rẽ 485 thông qua cáp server rồi. Hoặc là mọi người có thể lên web kỹ thuật định Việt tìm kiếm cái bài viết trong một tìm kiếm. Chỗ này mình cũng nói sơ qua, cái này 9600. Cái này đây là thông số cơ bản của nó. Cài như thế này là được rồi. Rồi. Về thằng này thì nó có cái thêm một cái channel này. Channel này channel 1, ID là bằng 1. Thì cái thiết bị này á, mỗi thiết bị, ví dụ mình kết nối với 10 thiết bị thì mỗi thiết bị này nó sẽ có một cái ID và tốc độ bus. Thì cái tốc độ thì mình sẽ đưa về cái tốc độ chuẩn hết là 9600. Còn cái ID thì mỗi con này thì mình sẽ quy định một ID. Hiện tại con này là mình quy định là cái ID bằng 1. Thì quy định cái ID bằng cách nào? Thì mỗi cái hãng thì nó sẽ có một cái phần mềm để cấu hình ID, hoặc là nó cấu hình ID trên cái thiết bị này luôn. Riêng con này thì nó cấu hình ID là bằng cái phần mềm. Thì chúng ta kết nối sẵn rồi. Rồi thì thằng này nó có một cái phần mềm hỗ trợ. Đây.
Đây nó lỗi phông vậy thôi nhưng mà vô vẫn được. Đây thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn com. Phần mềm này thì mọi người có thể tải trên mạng, trên web của mình, hoặc là khi mua ai inbox mình sẽ gửi qua Zalo cho. Rồi kiểm tra này, bấm nút này kiểm tra này đó. Rồi hiện tại ID nó là bằng 1, tốc độ là 9.600, thì cái thằng này nó lỗi phông thì chỉ cần hai cái số này thôi. Ví dụ chúng ta muốn đổi ID, ví dụ số này đổi thành số 2, đổi số 2 thì chỗ này thằng này là read nè, thằng này là write nè, thì đổi xong chúng ta bấm vào write, rồi đổi tốc độ cũng vậy, đổi xong bấm vào write là xong. Đó là cái phần cài đặt cấu hình cho cái con này. Thì con này mình đã cấu hình sẵn rồi, tốc độ là 9.600 và cái ID là bằng 1. Thì khi mà cấu hình xong á, thì chuyển qua cái thằng kép server nè. Thì đây cái thằng này thì cục này thì mình đặt tên nó là channel 1 ID nè, để cấu hình như thằng này là được rồi. Rồi ok, cái thằng này thì cái file này chúng ta có thể tải tải có file mẫu trên web của Kỹ thuật Tiền Việt á. Thì trong cái bài viết là kết nối dữ liệu trẻ 485 thì cũng có một cái file mẫu, thì mọi người chỉ cần tải về và sửa thôi, sửa sơ như vậy. Sửa thằng này tên rồi com tốc độ rồi sửa sơ là xong, còn mấy cái phần đó mình cấu hình sẵn hết rồi, thì mọi người chỉ cần sửa mấy cái thông số cơ bản là có thể kết nối được rồi. Đó chỗ này cũng vậy, chỉ cần tên đặt tên lại rồi ID rồi ok thôi. Thì chỗ này thì mình muốn thêm, mình thêm cái vùng nhớ của nó nè, thì ở đây mình có tạo nó là ẩm này, là kiểm tra này. Đó, trong này thì cái địa chỉ của nó, địa chỉ cái này là địa chỉ của thằng ẩm rồi, còn cái thằng này là địa chỉ của thằng nhiệt. Địa chỉ này nằm ở đâu? Thì địa chỉ này trên tài liệu của cái bộ này thì nó sẽ cung cấp cho mình. Đây là cái tài liệu của nó nè, này cái địa chỉ của nó nè, khi mà mình xài đây, địa chỉ nó là cái thằng này nó bị sai đây. Này là 40001 này, nó có địa chỉ sẵn rồi, thì mình chỉ cần vô mình lấy địa chỉ này ra thôi. Thì mỗi thiết bị nào nó cũng cung cấp cái địa chỉ này hết, thì cái địa chỉ này là cái địa chỉ riêng của từng hãng thôi, thì nó không có giống, không có thằng nào giống nhau hết. Thì khi mà mình mua thiết bị nào thì bên hãng nó sẽ cấp cho mình cái địa chỉ. Rồi còn cái chỗ này, khi mà cái thằng này á, mà nó thay đổi á, khi mà nó đọc tín hiệu 420 thì cái số mà nó hiển thị trên cái vùng nhớ nó là, nếu mà 10 bit á, là từ số này, dãy số này, còn 12 bit á, là dãy số này. Có nghĩa là khi mà thằng nhiệt ẩm nó đưa về 4 á, thì là 655, đưa về 20 là 3276 đó. Thì cái số này thì trên tài liệu nó cũng cung cấp luôn rồi. Thì rồi bây giờ mình quay lại cái phần mềm nè, thằng kép server nè. Rồi ở đây mình cấu hình là hai cái vùng nhớ này rồi. Rồi bây giờ mình cho nó runtime nè. Đây khi mà chạy á, là cái thằng cáp này nó sẽ chớp như thế này. Rồi này nó chưa thấy chớp. Đây runtime nè, bấm vào đây nha mọi người, bấm vào đây để cho nó chạy runtime nè. Rồi rồi chúng ta vào cái channel 1. Đây nhiệt ẩm thì nó đang cái giá trị nè, nó hiển thị chữ quality mà good hết đó, là nó chạy được nè, là nó kết nối thành công rồi đó. Mà khi mà kết nối thành công đó, thì cái thằng này đèn thằng của thằng cáp cáp rẽ 485 này nó sẽ chớp nè đó, còn thằng này thì nó chớp liên tục rồi. Rồi bây giờ mình thử nè, ở đây nhiệt thì nó lâu lên nó, bây giờ thử độ ẩm đi. Độ ẩm nếu mà mình thổi maximum á thì ẩm nó sẽ lên là 3276 đúng không? Bây giờ thử nè, giờ nó kết nối thành công rồi. Bây giờ con ẩm này thì mình sẽ thổi vào nha, thì mọi người sẽ coi cái số nè. Mình quay lại cái thằng runtime đó, đây coi cái số số ẩm à.
nó sẽ lên 32, 3200 thổi nè. Ở đây mình đặt tên nó bị lộn mà. Cái thằng thằng đó lên 3245 mà thấy không? Đặt tên nó bị lộn rồi mình tắt. Rồi ở đây mình sẽ nói là thằng này là ẩm mới đúng. Rồi mình đặt tên lại thằng này là ẩm nè, để cho mọi người dễ thấy. Còn thằng này là nhiệt. Rồi lưu lại. Rồi cho nó chạy lại nè. Bấm vào cái búa nha mọi người. Rồi vô channel 1. Đây, ẩm bây giờ là 26, 2688. Giờ mình thử mình coi cái thằng cái file này lại nè. Đây, ở đây là nó chạy 12 bit nha mọi người. Là 655 cho tới 3276 thì tương ứng với lại 420. Thì ở đây mình sẽ coi thằng ẩm thôi nha, tại thằng nhiệt nó lên chậm lắm. Ẩm mình thổi đã lên liền à. Giờ thổi nè. Nếu mình thổi như vậy á, là cái độ ẩm nó lên là gần gần 100% luôn nha mọi người. Nó cỡ chín mấy phần trăm luôn á. Nó 3248 rồi nè. Đó thì có nghĩa là cái thằng ẩm bây giờ nó đang out là 20 mA thì nó đọc là 3258 vậy nè, thì nó chưa lên 20 đâu, thì maximum của nó là 3276 lần thì nó cũng gần là 100% rồi đó. Đó thì ở đây thì mình làm cái clip này để test cái con này thôi, test con này là nó có hoạt động tốt hay không, và cái nói về sơ bộ về cách kết nối rồi mấy con số để mọi người khỏi bỡ ngỡ khi mua con này. Thì khi mua con này thì mọi người có thể inbox mình hoặc là để mình tải cái file này luôn, file này lên trên bài viết luôn, thì mọi người có thể tải về làm mẫu. Còn mỗi người thì chắc có cái phần mềm riêng rồi, thì ở đây mình sẽ xài kép server để test cái con này thôi. Thì hiện tại nó hoạt động là rất là ổn định. Hết thổi là nhiệt ẩm nó lại quay về 24 rồi, thấy không? Nó nhảy lên ba mấy à. Thì thường mà lúc mình đo thực tế là ẩm nó không có lên nhanh như mình thổi vậy đâu, nó lên từ từ thì con số nó sẽ thay đổi theo từ từ đó. Thì phần kết nối con này thì mình cũng nói sơ qua là chỉ cấp nguồn cái phần này, phần đầu này thôi, đầu này không cần. Thì hiện tại mình đang có sẵn là tín hiệu 420 sang rẽ 485 thôi, còn đây là sợi cáp rẽ 485 kết nối máy tính. Rồi, đó là toàn bộ về con này. Rồi, cảm ơn mọi người.